Xin chào bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm Adobe Premiere Pro CC phiên bản 2017 ha. Rồi tiếp theo cái giáo trình này á, thì tôi đã tải phía dưới cái video này á, bạn lên tải về. Thì tiếp tục chúng ta vừa học xong cái học các công cụ của đối với phần mềm này, thì cái video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tới cái phần tạo ra các văn bản nè, đánh văn bản ha, title nè. Rồi thì cái đánh văn bản này chúng ta sẽ có theo cái giáo trình của tôi, chúng ta có hai cách ha. Thì cái cách đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn là cái cách mới sau này đối với phiên bản là CC 2017. Thì tôi đang sử dụng cái phiên bản CC đây nè ha, CC 2017, nhưng mà đối với cái version đó là 11.1.2 mới nhất hiện tại bây giờ ha. Thì nó sẽ có cái phần mà title, phần văn bản nó sẽ hơi khác một chút đó. Thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách mới đó. Thì cái phần văn bản trên đây bạn sẽ thấy là trên cái menu đây nè, trên cái menu đây nó sẽ không còn cái tab là title nữa, hay nó thay thế bằng cái tab có tên là graphic nữa nè, thấy chưa đó. Rồi thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách mới là cái cách số 1, video sau tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách số 2 là cái cách cũ ha. Cách cũ đó giờ thì các bạn hay làm là cái phần mà title cũ á, đối với các phiên bản CC trước và CS6 rồi đó ha. Rồi thì tôi sẽ làm thử cho bạn xem. Đây là cái phím tắt này ha, tôi đã tải phía dưới cái video này luôn, bạn hãy tải về. Rồi đầu tiên bạn mở cái phần mềm lên. Sau khi mở phần mềm lên á, thì cái cửa sổ mà project này nè ha, cửa sổ project đây, bạn chèn file vào, lít chuột phải chọn cái import ha, hoặc nhấp đôi chuột trái, nhập cái một cái đoạn video clip nào vô đây ha, một cái footage, một cái cảnh quay nào đó vô đây, import vô đây ha. Rồi xong, sau đó bạn mở cái chọn cái file đó, chọn cái footage đó, bạn rê, hãy sử tôi chọn clip footage này, bạn rê qua bên cái phần mà thanh timeline này ha, cửa sổ thứ tư nè, buông trái ra thì nó sẽ tạo ra luôn một cái siêu hoành luôn ha. Khỏi mất công ta phải nhấp vào đây, ta tạo ra một cái siêu hoành mới. Rồi thì tôi có một cái siêu hoành mới tên là tên đúng cái file mà chúng ta vừa chèn vào luôn ha, vừa import vào luôn. Rồi sau nữa thì ta sẽ thực hiện cái việc mà đánh văn bản trên đây ha. Rồi đánh văn bản trên đây á, thì đánh văn bản trên đây á, thì bạn có, thì thông thường thì bạn sẽ thấy là các cách cũ thì bạn sẽ di chuyển lên trên menu nè, di chuyển lên menu bạn sẽ thấy cái chữ title trên đây ha, nhưng mà nó đã bị mất tiêu rồi. Thấy phiên bản mới này nó bị thay thế bằng cái chữ graphic này nè đó. Thì muốn đánh văn bản làm sao, thì cái cách mới này nó tiện dụng hơn, thì cái phần mềm này nó tích hợp luôn một cái công cụ mới luôn, là có công cụ là style tool luôn ha, tương tự như các phần mềm như là Photoshop hay là Illustrator đó, nó có công cụ chữ T luôn là title tool ha. Bạn click vào đây chữ T, hoặc là phím tắt bạn nhấn chữ T cũng được ha, bạn click vào đây. Rồi sau đó bạn di chuyển lên trên cái màn hình sụt của ta nè ha. Thì giả sử như màn sụt đây, sau đó bạn click bất kỳ vị trí nào đó để chúng ta đánh văn bản. Nhưng mà tôi khuyên các bạn á, là các bạn nên bật cái tính năng là save margin, là cái tính năng là cái lề an toàn ha. Thì bạn sẽ click thử trường hợp mà nó chưa có xuất hiện á, thì bạn click vào cái dấu cộng này nè, thấy chưa, bạn click vào dấu cộng này thì bạn sẽ thấy cái save margin, thấy chưa, là đây chính là cái dùng mà lề an toàn á, để khi mà các bạn đánh văn bản hay đánh nội dung vào đây á, thì các bạn nên đánh trong cái phần lề bên trong này, không nên đánh ra ngoài. Tao click thử ha, các bạn click đây và bạn rê xuống dưới đây ha, rê xuống dưới đây, bạn buông chuột trái ra, rồi sau đó bạn nhấn ok là bạn đồng ý, thấy là nó ra ngoài nè. Khi bạn click bật tính năng này lên á, thì bạn sẽ thấy cái màn hình chúng ta nó sẽ có cái lề, thấy chưa, cái lề trắng bên ngoài nè, nó lề trắng bên ngoài nó sẽ có, cơ bản nó có hai lề ha. Tôi sẽ lấy một cái nền khác cho bạn dễ thấy. Nó sẽ có hai cái lề, bạn nhìn kỹ ha, có hai cái lề nè, lề trắng bên ngoài bên trong. Thì lề bên trong thì nó sẽ là được nhiều thiết bị hơn, còn lề bên ngoài thì nó sẽ hiển thị ít thiết bị hơn ha. Nên tại vì cái thiết bị chúng ta có sẽ có cái nhiều kích cỡ màn hình, nên cái lề trong nó sẽ được nó nhỏ nên nó sẽ áp dụng được nhiều trên nhiều thiết bị. Còn cái lề ngoài là nó lớn nên nó sẽ sử dụng được trên ít thiết bị hơn ha. Rồi nó sẽ ít bị mất nội dung ta, mất chữ hay những cái gì chúng ta để bên ngoài. Rồi tiếp tục quay lại cái phần đánh văn bản nè, bạn nhấn cái phím tắt là chữ T, hoặc là click trong cụ đây, bạn nhấp bất kỳ cái vị trí nào trên đây để bạn đánh chữ ha. Giả sử giờ tôi đánh chữ đi, đánh click vào đây, sau đó tôi đánh chữ là chữ qua chữ thường cũng được ha. Lưu ý để bạn đánh được chữ mà tiếng Việt có dấu á, thì bạn nên trong bạn tải cái phần mềm Unicode ha, phần mềm Unicode. Thì đối với bạn nào mà đánh văn bản thì đã quá rành về cái chuyện việc này rồi. Phần mềm Unicode để đánh Unicode. Phần mềm Unicode để đánh văn bản nè ha, đánh văn bản tiếng Việt có dấu. Thì bạn nên sau khi tải về đó, thì bạn nên chuyển cái kiểu gõ bạn là cái phông bạn là nên phông Vini ha. Vini Time á, Vini á. Phông Vini thì để chúng ta nên đánh được tiếng Việt có dấu trong cái phần mềm Premiere này ha. Thì bạn nào đánh văn bản thì rất rành rồi.
Trường hợp mà do tôi đang sử dụng máy tính Mac thì nên nó không có cái phần mềm là Unique Key đó, nó có sẵn luôn ha, có sẵn trong cái phần văn bản luôn nè ha. Bạn đang sử dụng máy tính Mac của Apple thì Tablet đơn giản thấy chưa, nó đánh luôn cái tiếng Việt có dấu luôn. Rồi tiếp tục ha, cái này trường hợp tôi đang đánh cái Tú nè, thấy chưa, tôi đánh lại thêm chữ Tú vàng, Enter, bạn thấy chưa. Rồi trường hợp bạn đánh xong rồi á, bạn muốn bổ sung thêm á thì bạn chọn lại cái công cụ chữ T này nữa, bạn chọn vô cái chữ đó thì bạn sẽ bổ sung được thêm cái nội dung nữa. Giả sử tôi đánh thêm một dòng ở dưới đi, dòng giả sử như tôi ghi là giáo trình, giáo trình, xin lỗi, giáo trình, giáo trình miễn phí. Rồi nó đánh đại khái gì đi, làm ví dụ cho các bạn ha. Rồi sau khi đánh xong được cái nội dung cái test văn bản á thì các bạn có thể nhấp vô cái công cụ là chữ V nè, selection tool nè, để bạn di chuyển cái chữ chúng ta ha. Bạn di chuyển bạn di chuyển, tôi phóng lớn cho bạn xem là bạn di chuyển, thấy chưa, di chuyển. Rồi cái nền nó hơi khó chịu ha, giả sử tôi tắt cái video nền đi, lít vào cái con mắt này nè, để chúng ta tạm tắt cái một cái video clip ha, một cái âm thanh nào đó, thấy chưa, tạm tắt cái video nền, tạm ẩn thôi. Rồi thì bạn sẽ thấy nè, bạn tôi lít, tôi nhấn công cụ là chữ V ha, tôi di chuyển nè, di chuyển qua trái phải, lít giữ trái combo chúng ta R thôi ha, R chúng ta thực hiện việc di chuyển. Rồi sao nữa, rồi thì chúng ta sẽ tùy chỉnh thêm một số cái phần mà chi tiết nữa. Thì giả sử giờ tôi sẽ để phóng to thu nhỏ màn hình thì bạn nhấn cái dấu ngã là cái dấu mà phía dưới cái bên tay trái cái phím số 1 của bạn á ha, phía dưới phím escape á, để chúng ta phóng to nhỏ màn hình, thấy chưa đó. Rồi phím này là ta sẽ nhấn chỉ nhanh bạn luôn ha, phím này nè ha, bên tay trái số 1 và phía dưới phím escape thoát á ha, đây là phím vô ngã này. Rồi tiếp tục bạn chọn cho tôi cái văn bản của bạn này, giả sử như bạn chọn cái văn bản tôi đang đánh là cái này là graphic nè ha, đây bạn chọn đây. Rồi muốn ta muốn hiển thị những cái thuộc tính của văn bản này chúng ta chỉnh sửa, giả sử như là font size hay là màu sắc hay là kích thước hay là gì đó, thì bạn chọn cái tức là bạn phải chọn cái graphic nè, cái văn bản, cái title của chúng ta. Rồi sau nữa thì cái sau đó bạn chọn xong thì bạn vào trong cái cửa sổ thứ nhất, bạn chọn cái chữ tab là effect control, thì cái này là thuộc tính của một đối tượng ta đang chọn ha. Giả sử ta chọn đối tượng nào thì bạn click vào cái effect control thì nó hiện ra cái bảng thuộc tính của đối tượng đó ha, đơn giản như thế. Rồi thì bạn sẽ di chuyển, nó sẽ có nhiều dòng, nó sẽ có nhiều dòng, nhưng mà bạn di chuyển đến cái dòng test nè, dòng văn bản, thấy chưa, test văn bản mở ngoặc ra cái chữ mà chúng ta mới vừa đánh nè, bạn thấy chưa, Tú Phan giáo trình miễn phí, thấy chưa đó. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có những cái chỉnh sửa, thì hoàn toàn nó tương tự như những cái phần mềm mà Microsoft Word, những phần mềm đánh văn bản khác ha, này Microsoft Word nè. Rồi thì nó cũng sẽ có những cái đơn cơ bản như là tôi kéo cho nó rộng màn hình ra. Rồi thì những cái cơ bản là những cái gì thì bạn sẽ thấy là đây, đợi tôi một tí. Rồi những cái cơ bản là giả sử giờ nè, một cái văn bản sau khi chúng ta đánh được rồi á thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là di chuyển ha. Di chuyển thì bạn cứ nhấn vào công cụ selection tool nè, phím tắt là chữ V, thì bạn di chuyển cái chữ chúng ta vị trí nào đó bất kỳ trên màn hình các bạn ha, di chuyển nè. Rồi sau khi di chuyển xong á thì bạn có thể là phóng lớn nhỏ ha, bạn di chuyển đến bốn góc nè, thấy chưa, phóng lớn như bản ta ra, thu nhỏ bản ta lại ha, rất là dễ. Rồi hoặc là chúng ta di chuyển đến bốn góc, còn hợp chúng ta di chuyển đến một cái cạnh nào đó cũng vậy luôn ha, cũng kéo lớn nhỏ luôn. Rồi đến chương việc chúng ta xây thì bạn di chuyển đến cũng bốn góc và xích ra ngoài một tí thì tại chỗ chuột bạn nó sẽ biến thành cái hai cái đầu mũi tên ha, hai đầu mũi tên như thế này nè đó, hai đầu mũi tên như thế này nè, để chúng ta thực hiện cái việc là xây, thấy chưa, hai đầu mũi tên như thế này. Rồi sau đó chúng ta xây thử ha, xây nó xây đâu theo hướng nào cũng được tùy các bạn ha, nhưng mà lưu ý khi bạn xây á là bạn sẽ thấy là cái tâm xây nằm ở đâu, thì cái tâm xây nằm ở chính ở vị trí này nè, thấy chưa, nó tâm xây hình cái vòng tròn mà có cái tâm đây, thì chúng ta phải xác định là cái tâm xây. Trường hợp tôi muốn cái tâm xây là giữa của chữ này thì tôi lít vào cái tâm xây nè, lít giữa trái không lít gì lít cái tâm xây này, tôi Ctrl Z quay lại đi đó. Trước khi chúng ta thực hiện cái việc xây ta nên thay đổi cái tâm xây nó dễ hơn ha, lít giữa tâm xây nè, thấy chưa, lít giữ trái combo giờ R, tôi đang nắm giữ cái tâm xoay của cái chữ Tú Phan tôi đó ha, nguyên cái hộp thoại văn bản tôi luôn á, đây nè tâm xoay đây. Rồi sau khi ta xác định được tâm xoay thì ta thấy là xoay lại cho bạn xem, nó sẽ xoay quanh cái tâm này đó, đây nè, thấy chưa, nó xoay quanh cái tâm này. Rồi đó là vấn đề việc chúng ta di chuyển nè, phóng to nhỏ là scale
xây là rồi xây ha. Rồi sau đó đó là cái cách chúng ta làm trực quan. Còn bây giờ cái cách mà chúng ta để làm chính xác những cái con số giá trị nữa thì bạn nhìn trên cái bảng thuộc tính này, effect control bên tay trái nè ha, effect control bên tay trái đây. Rồi thì những cái này, những cái thao tác tiếp theo thì nó tương tự như những cái thao tác đối với văn bản thôi, văn bản trong các phần mềm khác. Thì trước tiên chúng ta sẽ chọn phong, bạn sẽ thấy là cái phong nè, cái phong ở trên đây nè, thấy chưa? Đây tôi sẽ phóng lớn từng tới từng phần, tôi sẽ phóng lớn cho bạn xem. Đây bạn giờ tiên bạn di chuyển đến cái phần này, trong cái phần effect control ha, lưu ý trong effect control phần sort test nè ha. Đầu tiên cái này là phong, bạn click vào đây để bạn chọn phong. Phong thì phong gì cũng được tùy các bạn ha, giả sử tôi chọn phong audio đi đó. Rồi đây là phong, tiếp theo tới đây là cái phần in đậm, in nghiêng, gạch dưới gì nè ha. Bình thường nè bold là in đậm hay chữ tên in đậm ha. Bạn lưu ý khi ta click xong thì bạn nhìn bên tay phải cái phần kết quả coi chữ chúng ta có đúng gì không ha đó. Rồi giả sử như trường hợp này tôi tạm tắt cái phần save margin đi, cho nó tắt cái cành lề đi, cho làm ví dụ cho bạn, cho bạn phóng to lên cho bạn dễ thấy cái nội dung ta nó sẽ ra kết quả như thế nào, thấy chưa? Rồi đây là cái phần in đậm nè, in đậm, in nghiêng nè, thấy chưa đó. Rồi còn bên đây là cái phần size nè, mặc định nó chăm chăm nè, kéo qua phải thì chữ lớn lên, kéo qua trái thì chữ thu nhỏ lại, thấy chưa đó. Rồi đây là phần size, tiếp tục đây là cái phần canh trái, canh giữa, canh phải gì nè, bạn thấy chưa? Đây là canh lề thôi. Rồi canh lề chữ ta thôi ha. Rồi tiếp tục bạn sẽ thấy là cái chữ VA này tương tự như những cái phần mềm khác nè ha, những phần mềm khác à, cái này là khoảng cách giữa các từ thôi. Thì có hai cách, một là bạn lít, bạn đây là bạn khi con chỗ chuột bạn nó biến thành cái dấu bàn tay mà có cái dấu lít á, thì bạn có thể là lít kéo bên tay phải để tăng lên ha, tăng khoảng cách giữa các ký tự lên, thấy cho nó giãn chữ ta ra đó. Còn kéo qua trái thì cho giảm xuống lại. Hoặc cái là cái cách thứ hai là bạn có thể là lít vào đây để nhập con số chính xác vào đây cũng được ha. Lít vào đây, lít một cái buông trái ra. Bạn nhập để sử dụng cho nó là 50 thì bạn nhấp 50, sau đó bạn nhấn nút enter ha. Đó. Còn bạn muốn nhỏ lại cái chữ ký tự nó gần lại thì bạn lít vào đây, bạn nhấp vào đây cái chữ 15. Nhập vào đây con số enter ha, ký tự nó gần lại. Rồi. Còn đây là khoảng cách giữa các này là khoảng cách giữa các ký tự, này khoảng cách giữa các từ hay gì nào mà không cho tôi chọn nè. Rồi tiếp theo này là khoảng cách giữa các dòng thôi ha. Bạn click thì bạn ra thử coi nè, hay cho cái dòng tú phan với cái dòng giáo trình miễn phí nó vậy, nó xa nhau đó ha. Khoảng cách giữa hai dòng, rồi kéo qua phải qua trái để tăng giảm thôi. Rồi còn đây là cái gì, còn đây là các mà ký tự mà nằm phía ở trên đó, như là phân số hay là những cái ký tự giống như là trong ký hiệu toán học hay hóa học á, như hóa học thì SO2 á. Giả sử giờ tôi chọn T đi ha, thì bạn nhấn phím T thì bạn mới chọn được cái văn bản đó, thì bạn đánh chữ ha, sử dụng đánh cái chữ SO2 H2O đi ha, H2O, rồi enter, thấy chưa? Và đánh cái chữ H2O là cái ký hiệu hóa học của nước đúng không? Thì cái chữ số 2 này bạn quét chọn, xin lỗi tôi đánh rồi, chữ 2 này bạn quét chọn như thế này, sau đó bạn có thể là đánh cho nó, bạn lít ra bên phải thì nó sẽ là cái chữ số trên, lít bên trái thì chữ số dưới, thấy chưa? Đó, số 2 này thì cho cái size nhỏ xuống tí, là ký hiệu toán học thôi, giả sử gì, thấy chưa? Đó, rất là đơn giản ha, đâu có gì đâu. Rồi cái chỉ số trên số dưới thôi. Rồi sao nữa, tôi xóa cái chữ này đi. Bạn click, bạn chọn lại công cụ chữ T ha, lưu ý chọn công cụ là chữ T, phím tắt là chữ T là title đó, thì bạn có thể là chỉnh sửa lại cái nội dung văn bản ta đã đánh ha. Bạn click vào đây, sau đó bạn nhấn cái phím delete hay space bar đó thì bạn xóa cái chữ. Rồi tiếp theo tới cái phần mà phần màu á, trường hợp bằng những cái nội dung mình nó chưa xuất hiện nè, nó sẽ hiển thị dưới cái dạng là như thế này, thấy chưa? Thì bạn click vào cái dấu mũi tên sổ ra nè ha, bạn lưu ý cái dấu mũi tên này nè, bạn click cho nó sổ cái nội dung bên trong ra, thấy chưa? Nó sổ như nội dung ra, những cái nào mà có dấu mũi tên mà nằm ngang á thì nó vẫn còn nội dung bên trong nữa, thì bạn click cho nó sổ hết những cái nội dung bên trong ra để chúng ta thực hiện cái việc chỉnh sửa. Rồi thì nó sổ ra tới cái phần appearance là phần màu sắc nè ha, mặc định thì cái chữ chúng ta đang ở màu trắng đúng không, chữ màu trắng là fill nền nè, bạn click vào đây bạn đổi cái chữ màu khác cũng được ha, giả sử tôi cho cái chữ màu xanh dương đi ha, màu xanh dương, ok, đúng chưa? Nhưng mà trước khi bạn chọn thì bạn phải quét chọn cái đối tượng chữ chúng ta ha, tại vì chúng ta chỉ áp dụng cho đối tượng nào chúng ta quét chọn thôi. Giả sử tôi quét chọn cái chữ tú phan thôi, thì tôi click vào đây lại, tôi cho cái chữ màu xanh dương nhạt, ok, bạn thấy chưa? Nó chữ tú phan chúng ta đã có màu xanh dương nhạt. Còn chữ giáo trình ở dưới, giả sử như tôi quét chọn, tôi sẽ cho một cái màu khác. Giả sử như tôi cho cái màu hường đi, màu hường nhạt. Anh thấy chưa? Đó. Rồi.
tiếp tục. Đó là cái phần là tiếp tục, các bạn tiếp tục click vào cái dấu check nè, sẽ hiện ra cái phần stock là cái phần đường viền thôi, stock là đường viền đó. Đó, nhưng mà trước khi chúng ta làm, chúng ta phải quét chọn cái đối tượng nào. Tôi nhấp lại công cụ chữ T ha, phím tắt là chữ T. Tôi quét chọn cái đối tượng là chữ sử như chữ giáo trình đi. Rồi, sau chữ quét chọn đó, sau đó chúng ta sẽ cho cái phần cái giáo trình miễn phí đó sẽ là màu, cái nền là màu hồng. Màu hồng thì nó hơi yếu yếu quá, rồi sau tôi cho cái màu đỏ đi. Rồi, rồi nền là sẽ là màu đỏ, ok. Rồi, còn cái phần mà đường viền thì màu trắng, thấy chưa? Viền là màu trắng. Thì cái phần đường viền bạn sẽ lưu ý bên tay phải nè, trường hợp mà các bạn xác định màu, trường hợp bạn không xác định được màu thì bạn click vào cái cây bút này để chúng ta hút màu ha, click vào cây bút này nè, chấm một điểm bất kỳ trên cái video chúng ta clip chúng ta để chúng ta thực hiện cái việc hút màu đơn giản thôi. Còn lưu ý có cái phần mà cái phần stock của phần đường viền á, phần đường viền này ta chọn lại cái màu trắng đi ha. Rồi ok, ta sẽ cái phần đường viền này chúng ta có thể tăng chỉnh cái độ dày của đường viền nè, mà định đang ở số 1 thì sử tôi cho nó lên cái số 5 đi ha. Rồi thấy chưa, còn thấy cái chữ giáo trình miễn phí chúng ta đã chữ nền màu hồng ha, nền màu màu hồng, nền màu đỏ và cái đường viền màu trắng, cái độ dày là 5, thấy chưa, độ dày là 5 đây đó. Rồi thì tiếp theo tới cái phần shadow là bóng nè, bạn click chọn dưới check nè, nó hiện ra cái phần bóng ra ha, bóng, cái phần bóng đổ á. Thì phần bóng đổ thì tôi sẽ bật cái tính năng là một cái view nền nó lên để cho bạn sẽ thấy được là cái phần bóng đổ chúng ta ha. Thì bạn sẽ lưu ý là cái chữ chúng ta có bóng đổ nè, thấy chưa. Giả sử như tôi sẽ tạo ra một cái tôi di chuyển đây tới một cái đoạn clip này đi, bạn đợi tôi một tí ha. Tôi kéo cái màn hình này lên một tí. Rồi, sau đó tôi di chuyển cái đoạn clip này nó tới, tôi phải kiếm một cái phần nào đó có cái nền nó tương đối là nó trắng cho hướng dẫn các bạn cho nó dễ ha. Rồi các bạn đợi tôi kéo thử cái clip này, nó hơi lu bu quá. Nó không có cái phần nền trắng. Rồi. Rồi đại khái gì đây ha. Rồi thì bạn sẽ thấy là cái tôi sẽ click vào lại vào cái trong cái chọn nè, click vào trong cái phần shadow thì bạn thấy chữ Tú Phan tôi đã có phần bóng đổ đó ha, nó bóng đổ phía sau đổ bóng á là shadow. Thì trong cái phần shadow này thì nó sẽ có một số cái tùy chỉnh như thế này, số tùy chỉnh là bạn sẽ thấy là tùy chỉnh này là opacity là độ trong suốt nè ha, một định 100% thì bạn click vào đây thì bạn click trực tiếp vào cái con số này bạn rê hoặc là chỉnh sửa luôn, hoặc là bạn có thể là rê cái thanh trượt này, thấy chưa. Đó, thì bạn rê lên đậm thì cái phần bóng đổ nó càng đậm lên ha. Tôi làm thử bạn xem nè, khi tôi rê phần bóng đổ nó sẽ đậm lên, rê qua trái thì nó sẽ là nhạt, thì opacity là cái độ trong suốt thôi. Rồi tiếp theo cái phần đổ góc nè, tôi sẽ cái phần dưới này phần là cái phần khoảng cách giữa cái chữ chúng ta với cái phần bóng đổ thì tôi kéo cho nó hơi xa xa ra cho bạn dễ thấy ha. Đây click vào đây thấy chưa, đó thì bạn sẽ thấy được cái phần bóng đổ tôi với cái phần chữ chúng ta nó sẽ xa nhau rồi đó ha. Đây là cái khoảng cách xa, còn đây là opacity trong suốt, còn đây là cái rotate là cái góc xoay ha, góc xoay bao nhiêu độ đó thì bạn click vào đây cũng được, hoặc click vào cái hình tròn nào bạn rê cũng được nè, thấy chưa. Rồi xác định cái hướng hướng bóng đổ thôi, nó chưa nè, hướng bóng đổ nè, nó tôi sẽ kéo xuống dưới để cho xa xa ra cho các bạn dễ thấy, dễ hình dung. Rồi tiếp tục tới phần thứ tư này là cái phần này là cái phần mà mờ nhạt nè ha, lan tỏa nè, nó lan tỏa của cái bóng ta ha, bạn càng kéo lên tay phải thì cái bóng ta sẽ mờ nhạt ha, nó dạng là mà lan tỏa nó, thấy chưa, nó mờ mờ ảo ảo. Còn bạn kéo về đây thì nó sẽ là một cái hình rõ ràng luôn, thấy chưa, nó không được đẹp. Rồi sẽ giờ tôi chỉnh tiếp tục tôi chỉnh lại đi, tôi làm ví dụ thôi. Còn giờ cái phần mà chỉnh thì tôi làm như thế này, cái bóng thì chúng ta nên để sát sát một tí, tùy theo bạn thích cái bóng như thế nào thôi, nó hơi mờ một tí ha. Rồi như thế này, rồi sát gần là như thế này, rồi nó hơi mờ mờ một tí. Rồi rồi tương đối là đẹp rồi ha. Rồi rồi sao nữa, trong cái phần này tiếp tục tới xuống dưới là bạn nào mà có nên học một số cái từ tiếng Anh thông dụng á thì bạn sẽ thấy là rất là dễ trong những cái phần này. Cái phần change from là cái phần mà chuyển đổi nè, thay đổi cái vị trí hay gì đó ha. Đây nè, thì change from thì nó có phần position là thay đổi vị trí. Thì cái cách mà ta làm nhanh hồi nãy tôi vừa hướng dẫn các bạn á, thì các bạn chọn công cụ chữ V, bạn click và bạn rê như thế này thôi là cách nhanh nhất ha. Còn bạn muốn mà con số chính xác thì bạn rê đây ha, rê hai giá trị bên đây nè, nó rê bên tay phải thì nó sẽ di đi, nó thấy chưa, rê bên trái thì di bên trái tại vị trí này nè ha. Lưu ý hiện tại dòng mà position là vị trí đó, sẽ có hai con chỉ số bên tay trái là sẽ rê qua tay phải, bạn rê đeo tay phải ha, bạn click giữ trái không buông thì bạn rê tay phải thì cái nội dung ta sẽ rê tay phải, còn giữ trái không buông bạn rê qua tay trái thì sẽ rê bên trái, thấy chưa.
hoặc là bạn nhập bằng lít bên trái ra, bạn nhập giá trị chính xác vậy đây cũng được ha. Rồi đó là trên trái phải, còn muốn lên xuống thì bạn ra chỉ số thứ hai thì bạn rêu bên phải, bạn kéo bên tay phải thì chữ nó sẽ đi xuống, thấy chưa? Còn bạn kéo bên tay trái thì chữ đi lên, đơn giản như thôi ha. Rồi bạn nhập chính xác giá trị vào đây cũng được ha. Rồi tiếp tục tới cái phần scale, là cái phần scale là cái phần mà tỷ lệ, cái phần mà lớn nhỏ. Thì lớn nhỏ thì tôi hướng dẫn các bạn rồi, bạn có thể là lít chọn nè, lít chọn đây và di chuyển đến bốn góc thì bạn thu nhỏ hoặc là lớn lên, thấy chưa? Rồi hoặc là bạn lít vô cái chữ, cái dòng scale này nè ha, dòng scale đây nè đó. Rồi bạn rê cái này qua tay phải thì chữ ta lớn lên, cái bên trái thì chữ nhỏ lại. Nhưng mà lưu ý cái phần mà vị trí làm, cái vị trí làm cột mốc á, làm tâm của việc mà phóng to nhỏ lớn hay là gì đó, thì bạn phải xác định lại cái tâm này ha. Lưu ý cái phần tâm mà thay đổi nè, cái tâm này á, thì bạn có thể là thực hiện cái việc là lít rê, lít rê để thay đổi cái tâm của cái chữ chúng ta ha. Lít giữ trái không mua bằng rê, hoặc là bạn có thể là thay đổi chính xác bằng cái vị trí là bạn lít vào cái chữ anchor point, là cái điểm neo á, điểm neo hay là tâm của cái chữ chúng ta đây nè đó. Thì một cách là bạn phải rê trực tiếp lên trên đây, rồi thay đổi cái điểm neo. Cách thứ hai là bạn di chuyển hai dòng này thì tương tự như những cái trên thôi, cái chỉ số đầu là chiều ngang hoặc là chiều dọc, chiều bên tay trái tay phải, còn cái chỉ số thứ hai là bạn di chuyển theo chiều dọc ha. Đó rồi bạn lưu ý là khi tôi đang ở dòng anchor point nè, tôi rê thử cho bạn xem là tôi rê bên trái, thì bạn lưu ý cái vị trí điểm neo thay đổi ha. Rồi tôi kéo bên phải, nó vị trí điểm neo là cái vị trí này nè, bạn tập trung vô vị trí này cho tôi, bạn sẽ thấy nó thay đổi. Rồi tôi thay đổi theo chiều dọc nè, chữ vị trí điểm neo nè, thấy chưa? Đó đó. Rồi thì tiếp theo thì tôi sẽ đổi đây. Rồi rồi thấy chưa, trong cái phần này thì chúng ta còn cái phần là rotation đó, là cái phần xoay. Xoay thì cái cách thủ công thì tôi nói các bạn là bạn di chuyển đến bốn góc nào, nó sẽ xoay xoay quanh cái điểm neo của chúng ta, tới tâm cái chữ chúng ta là cái điểm anchor point á, hoặc là bạn hãy lít trực tiếp ra đây để thay đổi cái xoay. À, xin lỗi, tôi lộn phần scale rồi, phần rotation là xoay nè, thấy chưa? Chữ chúng ta sẽ xoay quanh cái tâm đó, xây qua ngược cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ tùy các bạn ha, kéo qua phải hay qua trái, chữ đầu tay là góc xây, thấy chưa? Rồi à, những cái nội dung này nó sẽ có cái dấu mũi tên ngang, thì chúng ta lít thử thì chúng ta sẽ thấy là lít thử nó sẽ sổ xuống những cái bên trong, sẽ có những cái thanh trượt để chúng ta trượt cái nội dung ha. Bạn có thể là trượt hoặc là bạn nhập giá trị vào đây, hoặc là bạn rê trên cái trực tiếp trên cái giá trị luôn. Chúng ta có nhiều cách để thay đổi nội dung ha. Nè lớn nhỏ nè, bạn có thể là trượt thanh trượt nè, đó thấy chưa? Rồi hoặc là kéo bên đây cũng được nè, kéo trái phải cũng được nè, hoặc là nhập cái cách con số vào đây cũng được ha. Cơ bản là chúng ta muốn thay đổi chỉ số nào đó thì chúng ta sẽ có ba cách, đúng không? Ba cách sửa. Rồi tới cái phần mà opacity là cái độ trong suốt của cái chữ đó thôi, thấy chưa? Nó bạn kéo qua trái thì nó sẽ gần bằng không thì nó sẽ là trong suốt luôn, còn kéo qua phải thì cái chữ chúng ta sẽ rõ lại, thấy chưa? 100% là rõ nhất, đây là opacity. Rồi trong cái phần này thì để ta coi còn cái gì nữa không ha. Trong cái phần này thì không chỉ vậy thôi. Chúng ta coi cái phần này ta còn cái gì nội dung gì nữa ha. Bạn đợi tôi tí. Sao mà nhiều test quá vậy? Đây. Rồi chúng ta sẽ coi chúng ta còn cái phần nội dung chúng ta chưa chỉnh sửa mà. Rồi là cơ bản cái phần mà chỉnh sửa văn bản trong cái này là nó hết rồi, nó chỉ đơn giản như thế ha. Thì tóm lại là bạn có thể làm được những cái gì trong cái phần văn bản này. Thứ nhất là đánh văn bản á, thì các bạn chọn cho tôi cái chữ T này ha, phím tắt là chữ tờ á. Rồi sau đó bạn di chuyển lên trên cái program này, cái kết quả bạn đánh trực tiếp văn bản như vậy luôn ha. Nhưng mà khi lưu ý khi bạn đánh thì bạn phải bật cái tính năng là save margin lên, bạn cho cái văn bản chúng ta nên nằm bên phía trong, nên mà nằm bên trong của cái hộp thoại này, không nên lố ra ngoài ha, không nên lố ra ngoài cái hộp thoại mà cái thằng margin này nó để chúng ta có thể hiển thị trên được nhiều cái thiết bị ha. Đây nè, nó cái lề margin đó, nó cái lề margin thì nó hiện tại nó đang màu trắng nhìn hơi khó, hay là cái lề mà bên trong cùng nè, các bạn nên đánh nội dung bên trong cái phần này, thấy chưa? Nó sẽ có hai cái lề, tôi đang vẽ cái lề bên trong cùng đó. Rồi đó, xong đánh văn bản thì bạn muốn chỉnh sửa thì bạn vào trong cái phần tab suốt nè, bạn chọn cho tôi cái tab effect control, thấy chưa? Đó. Rồi lưu ý là bạn phải đang chọn cái phần văn bản ta ha, phần graphic là cái văn bản chữ của ta nè, thì nó mới hiện ra cái phần thuộc tính đó. Rồi trong đây thì bạn có thể thay đổi những cái quy tắc, những cái chuẩn cơ bản của cái phần đánh văn bản là phông nè, in đậm in nghiêng, size chữ, kênh lề, rồi khoảng cách giữa các dòng, rồi màu nền, màu đường viền, độ bóng, rồi độ bóng, rồi tới phần mà transform là chuyển đổi vị trí của chữ, hay là lớn nhỏ, hay là xoay, hay là độ trong suốt, hay là xác định lại tâm,
tâm của chữ chúng ta ha. Rồi cái phần hôm nay là chúng ta sẽ đang thấy là rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng so với các bạn mà thực hiện cái thao tác mà tạo ra chữ mà truyền thống, nó sẽ rất là nhiều cái phần khác lubu nữa ha. Rồi cái cách này là tôi dẫn bạn cái cách dễ nhất, cái cách mà đơn giản nhất đối với phiên bản mới là CC 2017. Thì video sau chúng ta sẽ hướng dẫn, tôi sẽ hướng dẫn tiếp tục các bạn một cái cách đánh văn bản nữa đối với cách tạo văn bản nữa đối với các phiên bản cũ hơn, thì sẽ là cách số 2 này ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các phần bản, các video tiếp theo.